Ladies and gentlemen, chào mừng quý vị đã đến với một trong những sự kiện đỉnh cao của làng công nghệ, đó chính là Hoa hậu làng PC. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm ra chiếc PC tài sắc vẹn toàn, một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Và ai sẽ là người chiến thắng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Em chào ban giám khảo ạ. Chào em đã sẵn sàng với phần thi của mình chưa? Được. Em thấy là em có điểm gì nổi bật so với những chiếc PC ở Hacom? Em là những bộ máy tính được lắp ráp từ những linh kiện tốt nhất đến từ thương hiệu FDI với tính tương thích và tản nhiệt tuyệt vời. Trong hồ sơ tôi thấy có ghi là em mang trong mình card đồ họa MSI 4060 Ventus 2X mà lại chỉ có 2 quạt tản nhiệt. Như vậy thì có đảm bảo khả năng tản nhiệt khi sử dụng full load trong thời gian dài hay không? Tuy chỉ có 2 quạt nhưng em là quạt Torque 4.0 với các cạnh quạt được hoạt động theo cặp, tạo ra áp suất không khí lớn, tăng hiệu quả tản nhiệt. Ngoài ra, em được trang bị công nghệ Zero Floor. Quạt sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn khi ở mức nhiệt độ thấp, loại bỏ mọi tiếng ồn khi sử dụng ở mức tải thấp. Chúng tôi biết là em có rất nhiều những phẩm chất tốt, nổi trội như CPU i5 13400F. Nhưng liệu tản nhiệt AK400 có đủ để tản nhiệt cho CPU 13400F hay không? Với chiếc vỏ case NFI 120A Airflow cùng 6 quạt tản nhiệt hiệu suất cao và tấm mét mặt trước cho phép luồng không khí thổi vào thùng máy dễ dàng mà không bị cản trở, đem đến hiệu năng tản nhiệt tốt dành cho em. Cảm ơn em, nhưng mà chúng tôi vẫn lo rằng là không biết là nguồn MSI 650W này có cân được card đồ họa 4060 và CPU 13400 hay không? Được chứ ban giám khảo, theo những gì mà NVIDIA và Intel đưa ra dành cho RX 4060 và CPU i5 13400F thì tổng mức tiêu thụ điện năng của em chỉ rơi vào khoảng từ 400 đến 550W. Em có thể tự tin cân tốt những sản phẩm trên. Ngoài ra thì sản phẩm nguồn MSI AL650BL này có thời gian bảo hành đến 5 năm. Anh em có thể thoải mái sử dụng, sau này có thể nâng cấp lên RX 4060 Ti hay 4070 đều được. Với chúng tôi thì thí sinh nào đến với cuộc thi cũng vô cùng tiềm năng, nhưng mà người chiến thắng thì chỉ có một. Chính vì vậy, ngay bây giờ chúng tôi sẽ test nhân phẩm của các thí sinh thông qua những tựa game vô cùng kịch tính ngay sau đây. Trong tựa game Cyberpunk ở mức đồ họa Full HD, mức setting là 2, chúng ta có thể thấy được là mức FPS trung bình của bộ PC này là rơi vào khoảng từ 100 đến 110 FPS. Dành cho những anh em nào không thích nhiều dây dợ thì anh em có thể thấy là cái mainboard B760 Wi-Fi này của MSI sử dụng công nghệ đó là Wi-Fi 6E, mang đến kết nối rất là mượt mà, không bị giật lag. Game mới ra mắt gần đây đó là CSGO 2, chúng ta sẽ để ở mức setting 2 và bắt đầu trải nghiệm thôi anh em. Trải nghiệm tựa game này trong thời gian dài, anh em thấy mức FPS ổn định của tựa game này rơi vào khoảng từ 240 và nó sẽ duy trì ở mức là 210. Vâng, chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng chúng tôi đến giờ phút này. Và ngay bây giờ, Hoa hậu làng PC đã thuộc về Hacom Spinner F4. Thế cái cuộc thi này chỉ có một thí sinh nhỉ? Nhớ follow Hacom để tìm thêm nhiều thí sinh tiềm năng hơn nữa nhé. Bye bye.